Hello, welcome day 53 phonogram. The word S and H is pronounced sh, 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 sh. Okay, sh, sh. It's like sh, 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 sh. Example, sheep, sheep. Okay, the noun is sạch chiếm. Blending, she, she, pronoun, niềng. Shut, shut, verb, but, okay, example, shut down the door. Okay, shall, shall. Auxiliary verb này là cua tay, cua được có nâng, okay. Rush, rush, tu từ được có pronyap rồi, chữ verb. Shelter, shelter, noun chấm rốt, verb rốt ti chấm rốt, rốt ti chấm rốt. Fish, fish, noun tray. Shop, shop, noun hàng, verb tính như vậy, của shopping, okay. Shore, shore, noun mọt, cứ mọt sầm mọt mọt băng, ok mọt sầm mọt sạch mọt sầm mọt chẳng nè, chỉ sạch mọt sầm mọt chẳng gì đâu, ok. Shell, shell, noun cứ lô lia các bà. Nó có lô lia, nó có một dạng bì đốn cứ tà lọc đốn người ta coconut shells, ok, tà lọc đốn cho nó. Shimmer, 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 now or verb, ok, chăng bà lư, prum prum. Ship, ship, kapal. Crash, crash, bốc nia được cầu bom bay bay kli. Okay, splash, splash, verb sạch bay sạch. Shark, shark, noun chlam tre chlam. Okay, shallow, shallow, adjective rẻ. Ok, rẻ, mình chữ. Ok. The water is shallow. Shallow, ok. The water is deep. Deep, tức chữ. Wish, wish, verb cứ chong rồi có sông khâm. Ok, pratna. I wish you, ok, to have good luck. Thế tốn là sinh thần, ok. Shall I rush to have? Shall I rush to help ship bring up the ship? Tớ khiêm cô tài bring up tớ chui chân châm sát chiêm ship đại rửa tế. I wish we had a shelter. Nhưng trong ai dương từng ọc này đó, miền tì chùm rốt. Shall we get chips from the fish and chip shops? Tới dân nâng tổ tù bàn chip bị hang trai nâng chip đại rửa tế. It's such a good shop for a speedy meal. Where cứ chia hang đó là o mối xâm rạp hà rò hà speedy meal. Speedy rò hà. Okay, shall we rush to the sea? Sure to look for shells.
Từ dương trở bởi nhập từ mưu mốt xa mốt đồng bây rục mưu xa mốt xong sang đời tế. Ok, shells. Look for nó cứ rục mưu được có xoay rục. We have seen such lovely shimmering shells on the beach before. Dương ban khuyên xa mốt xong sang của ở chủ chất. Ôi, pinh chất các bạn đây. Bẹp ni, nơ lơ, chân đấy. Sạch cả phí môn. Ok. We can also look for sheep sailing on the sea. We can also look for sheep sailing on the sea. Dương có ai dựa khư, nhìn có bảo đề bước nơi lưu xâm một bản đài. The hulls crash and splash into the rolling waves. Nếu viết bài khí hay hô chô từ khả nông đồ lô tực vật. Ok. It is such a fantastic sight. Viết chỉ ca mơ khơi đồ ở trà mũi. With a bit of luck, we might see shark's fins if the sharks swim in the shallows. Chỉ mỗi nâng xung năng bằng tụi ní, dương ách mơ khơi prui rô bò trời xa làm bà sân bộ phía hèl khăn tực. Okay. Thank you. My student, that okay, is you want to communicate okay with a foreigner and with your jobs. Okay, you find a job to do, so please you try to speak English. Yes, okay. English is better than other languages. Are you serious? So you're telling me because when I am meeting people, I'm trying to speak my John Mansour, and you're telling me no, try to speak English because each time you speak English, it's good for them. Yeah. Is this? That's what he said. Oh, okay. Well, he says is.